đắp mặt nạ đang dần trở nên xu hướng làm đẹp nhanh, gọn, tiện lợi được giới trẻ ngày nay ưa chuộng. Một trong những cái tên nổi bật trong làng mặt nạ tại xứ sở Kim Chi phải kể đến đó là Ban Obagi. Ban Obagi được biết đến là thương hiệu làm đẹp hàng đầu tại Hàn Quốc. Chương trình làm đẹp uy tín tại Hàn Quốc Get It Beauty đã đẩy cơn sốt mặt nạ jelly lên đỉnh điểm khi có một chị da đẹp thật đẹp, căng mọng đã cho biết sử dụng mặt nạ này. Mặt nạ dưỡng trắng Ban Obagi Vitagenic Jelly Matte White từ Ninh là dòng mặt nạ chăm sóc da mặt giúp nuôi dưỡng làn trắng da sáng tự nhiên, là sản phẩm chăm sóc da mặt sáng mịn, cấp ẩm cấp nước cho da mướt mát, căng mọng. Dòng mặt nạ Vitagenic Jelly Matte nhận được phản hồi tích cực từ các tín đồ skincare nhờ vào khả năng chăm sóc da mặt hiệu quả. Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống cửa hàng làm đẹp, được cam kết về chất lượng sản phẩm chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và chính sách hợp lý cho khách hàng, cùng mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường.